Ngày 18 tháng 4, nam em chính thức mở lại hai tài khoản mạng xã hội Facebook và TikTok cá nhân sau thời gian dài tạm khóa. Tại tài khoản Facebook, bài viết mới nhất được người đẹp Tiền Giang đăng tải liên quan đến mừng đại lễ dỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch. Tại kênh TikTok sở hữu một triệu lượt theo dõi của nam em cũng cập nhật đoạn clip tại một nhà máy sản xuất hàng hóa. Cụ thể, cô đăng tải đoạn video ghi lại quá trình nhiều công nhân thực hiện các khâu đóng gói trong một sản phẩm kèm theo dòng trạng thái gây tò mò. Are you ready tonight? tạm dịch là bạn sẵn sàng chưa trong vài ngày gần đây nam em đang tích cực xuất hiện trên nền tảng tiktok để tập bán hàng trực tuyến ở phiên phát sóng đầu tiên cô không lộ mặt và liên tục thể hiện tâm trạng vui vẻ phấn khích trong mỗi lần khách hàng chốt đơn dựa vào những động thái này không ít người suy đoán nam em sẽ tập trung kiếm tiền thông qua việc bán hàng bởi ở thời điểm hiện tại cô khó có thể hoạt động nghệ thuật như trước đây sau loạt ồn ào vạ miệng trước đó nam em từng tuyên bố sẽ chia tay người hâm mộ có lẽ chúng ta đi tới đây cũng nên nói lời chia tay vì tôi không muốn các bạn mất thời gian với tôi nữa hãy chọn một idol khác tốt hơn tôi nhiều năng lượng tích cực hơn tôi chuyến xe này tôi không muốn các bạn đi chung nữa khi nào trời quang mây tạnh nếu còn hữu duyên chúng ta sẽ gặp lại tạm biệt các bạn tạm biệt nam em bình an nhé mọi phiền lo giang dở rồi cũng sẽ hóa tàn thành mây Thưa quý vị, sau ồn ào tài khoản bị khóa, nam em tái xuất showbiz với màn livestream hát hò bên cạnh bạn trai Bùi Hữu Cường. Tuy nhiên, thay vì lấy lại thiện cảm của khán giả, nữ hoàng drama nam em lại tiếp tục khiến dân mạng phẫn nộ vì thái độ khó hiểu và thiếu nghiêm túc. Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip nam em livestream cùng bạn trai Bùi Hữu Cường. Sau khi tài khoản Nguyễn Thị Lệ Nam Em bị khóa, cả hai đã chuyển sang sử dụng tài khoản phụ có tên Thiên Ân ZSC. Trong buổi livestream này, nam em không lộ mặt, chỉ có Bùi Hữu Cường cầm iPad liên tục bấm các bài nhạc để nam em hát theo. Mặc dù không đề cập nhiều đến những lùm dùm gần đây, thái độ của người đẹp 9X vẫn khiến nhiều người khó hiểu. Trong buổi livestream, nam em liên tục thể hiện thái độ cợt nhả, nhạy giọng, bẻ tiếng khi hát theo nhạc. Đặc biệt, khi thể hiện ca khúc như một giấc mơ của Mỹ Tâm, nam em hát không nghiêm túc, vừa hát vừa đùa cợt, khiến nhiều người khó chịu. Thậm chí, Bùi Hữu Cường còn bật cười phụ họa theo nam em, càng khiến cộng đồng mạng thêm bức xúc. Ở những phần cover khác, Nam Em cũng giữ thái độ bỡn cợt kỳ lạ, khiến nhiều người cho rằng cô đang thiếu tôn trọng âm nhạc và khán giả. Bình luận dưới livestream, nhiều khán giả bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của Nam Em, nhiều người cho rằng Nam Em không nên xuất hiện trong thời điểm này vì những ồn ào trước đó. Một số ý kiến khác khuyên Nam Em nên im lặng thay vì tấu hài trên mạng xã hội. Trước đó Nam Em đã nhiều lần khẳng định rằng kênh YouTube của cô có giá trị hơn 1 triệu USD, tương đương khoảng 24 tỷ đồng. Cô cho biết đã đầu tư một lượng lớn tiền để sản xuất các MV và đăng tải chúng lên YouTube. Một số MV, nam em thậm chí đã bỏ ra cả tỷ đồng để sản xuất, trong khi những video clip khác cũng không ít lần tốn hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi vướng vào lùm xùm phát ngôn thiếu kiểm soát, nam em đã tự tin tuyên bố thực hiện dự án âm nhạc chữa lành cho chính mình. Tuy nhiên, trước khi dự án kịp triển khai, cô đã dính vào hàng loạt phốt, cố tình tạo chiêu trò để PR sản phẩm và bị khán giả tẩy chay vì thái độ không tốt. Nam em bất ngờ có động thái mới sau nhiều lần bị sờ gáy bởi các lần vạ miệng trên mạng xã hội. Trước đó không lâu, nam em đã khóa trang Facebook cá nhân và chuyển về chế độ riêng tư cho kênh TikTok của mình. Đây là hai tài khoản TikTok và Facebook mà khi xử phạt nam em lần hai mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ kiến nghị Bộ Thông tin Truyền thông xem xét, xử lý ngăn chặn. Sáng 12 tháng 4, tài khoản Facebook có tích xanh của nam em, Nguyễn Lệ, nam em đã bị khóa. Tìm kiếm trên Facebook chỉ còn xuất hiện các trang mạo danh hoặc là hội nhóm cùng tên nam em do cộng đồng đặt ra. Bên cạnh đó, tài khoản TikTok Nguyễn Lệ, nam em với một triệu người theo dõi đã được chuyển về chế độ riêng tư. Chỉ những người được chủ tài khoản phê duyệt mới có thể xem các nội dung trên kênh. Đây là hai tài khoản Facebook và TikTok mà khi xử phạt nam em lần hai mới đây, Sở Thông tin Truyền thông cho biết sẽ báo cáo kiến nghị Bộ Thông tin Truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn. Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ báo cáo kiến nghị Bộ Thông tin Truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn đối với hai tài khoản Facebook Nguyễn Lệ Nam Em và tài khoản TikTok theo quy định tại Điều 5 Thông tư 38-2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới trên các diễn đàn mạng xã hội thông tin nam em khóa trang facebook cá nhân cũng như kênh tiktok được chia sẻ và nhận về nhiều ý kiến trái chiều theo đó bên cạnh những bình luận mỉa mai cho rằng mọi thứ đã bình yên thì không ít khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho những việc làm của nam em và hy vọng người đẹp sẽ sớm trở lại hoạt động nghệ thuật với hình ảnh văn minh hơn cùng những ca khúc của mình như đã thông tin trước đó, hôm 9 tháng 4, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã mời nam em lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội vào ngày 26 tháng 3 năm 2024 và ngày mùng 2 tháng 4 năm 2024. Tuy nhiên, theo thông tin từ Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua ông Bùi Hữu Cường, người quản lý của nam em, lấy lý do bận công việc tại Đà Lạt, nam em đã không đến làm việc theo giấy mời. Ngày 1 tháng 3, Sở Thông tin Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em đối với hai hành vi: cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân và hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh nhân anh hùng dân tộc. Việc này là căn cứ theo quy định tại Nghị định 15/2020, tổng số tiền xử phạt hành chính là 37,5 triệu đồng. Trong lần vi phạm trước, Sở Thông tin và Truyền thông cũng khuyến cáo bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em nếu tái phạm và tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính, mặc dù đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó thì sẽ xem xét tình tiết tăng nặng theo quy định. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với cơ quan chức năng áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định. Do đó, việc Nam em tiếp tục vi phạm về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân thì Sở Thông tin và Truyền thông đã xử phạt hành chính ở mức tăng nặng là 10 triệu đồng đồng thời Sở Thông tin và Truyền thông sẽ báo cáo kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét xử lý ngăn chặn đối với hai tài khoản của nam em như đã nêu trên. Ngày 8 tháng 4, nam em chia sẻ trên livestream được Sở mời làm việc vào 9 giờ sáng ngày 9 tháng 4. Cô và chồng sắp cưới hiện đang ở Đà Lạt nên sẽ về Thành phố Hồ Chí Minh để tham dự đúng lịch hẹn. Tôi đã rất hợp tác, đừng nói tôi trốn tránh, tôi không trốn chạy, có thư mời là sẽ đi. Tôi không biết lấy tiền đâu để nộp phạt nếu phải nộp đây. Nam em không chia sẻ nguyên nhân bị triệu tập lần hai, nhưng nói thêm, nhiều người vịn vào tôi câu view, câu like để bán thực phẩm chức năng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng, quảng cáo khách sạn. Trước đó, hoa khôi đồng bằng sông Kiều Long Nam Em khiến cho người dùng mạng xã hội thoát tim khi livestream vào giữa đêm khuya nhưng không nói chuyện. Sau đó cô bất ngờ tiến ra ban công, ngồi ra ngoài và không quay lại vào nhà. Theo luật sư, vụ việc này của người đẹp nam em tiếp tục có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Sự việc nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội, một bộ phận đặt câu hỏi về mục đích của hành vi này. Bởi việc ngồi ra ban công trên tầng cao khá nguy hiểm, nếu gặp sự cố có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Một số khác chỉ trích hành động cùng tính khí thất thường của nam em. Nhận định về vụ việc, luật sư Trần Bá Học, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hành vi của nam em có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì truyền tải những suy nghĩ tiêu cực gây ảnh hưởng đến định hướng hành vi của cộng đồng và tâm lý hoang mang trong xã hội Cụ thể, theo điểm D khoản 1, điều 101, nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ ngày 3 tháng 2 năm 2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, người đẹp có thể bị phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng, có thể áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm. Ngoài ra, hành vi của nam em còn vi phạm quy định tại khoản 5 điều 4 Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành kèm theo quyết định số 874 của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 17 tháng 6 năm 2021 có các hành vi ứng xử phù hợp với những giá trị đạo đức văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, không sử dụng từ ngữ gây thù hận, kích động bạo lực, phân biệt vùng miền giới tính tôn giáo. Trước câu hỏi về việc nam em từng bị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định tại điểm D khoản 1 điều 101 Nghị định số 15 năm 2020 của Chính phủ ngày mùng 3 tháng 2 năm 2020, nay lại tiếp tục vi phạm, làm thế nào để người đẹp không tiếp tục lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi sai phạm? Theo luật sư Trần Bá Học, trường hợp nam em tiếp tục bị xử lý, cơ quan chức năng sẽ xem xét tình tiết tăng nặng tái phạm, áp dụng các biện pháp nghiêm khắc hơn, bao gồm việc tăng mức phạt tiền và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm ngặt hơn. Ông nói thêm, mỗi người đều có áp lực cuộc sống riêng, người có tâm lý không vững vàng có thể bị các áp lực tác động xấu đến hành vi ứng xử, từ đó có thể gây tiêu cực cho chính mình và người xung quanh. Với người nổi tiếng có sức ảnh hưởng như nam em, hành vi không đúng mực sẽ gây ảnh hưởng xấu đến xã hội, nhất là người trẻ vì những màn bóc phốt không hồi kết của những ngôn từ được cho là chưa chuẩn mực, trong buổi live stream mới nhất, nam em vẫn xuất hiện để trò chuyện với mọi người. Nhưng cách hoa khôi trả lời câu hỏi đã bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn kích động hay bốp chát lại từng câu như trước nữa. Thậm chí nam em còn khuyên chồng nên bớt bớt lại và khẳng định bản thân không muốn câu view câu like gì nữa. Trong lúc nói chuyện, mọi người không khỏi bất ngờ khi Nam Em thừa nhận bản thân cảm thấy sợ và ngán ngẩm khi mỗi lần lướt các trang mạng đều tràn ngập gương mặt mình. Cụ thể cô chia sẻ: "Nói thiệt, tôi tới một cái mức mà lướt trên Facebook, TikTok thấy tôi là bản thân không còn muốn ở lại nghe, lướt qua luôn. Tới mức vậy luôn á, nhức đầu luôn ý. Trời ơi, tôi thấy nhức đầu Tôi đang cầu cho hiện lên những thông tin khác để không còn thấy tôi nữa. Bản thân tôi đứng ở vị trí khán giả, tôi lướt thấy nhiều tôi nhiều quá. Tôi cũng khó chịu nữa má, huống chi ai. Trước đó, trên trang cá nhân Facebook, người đẹp thừa nhận đã có những lời nói thiếu suy nghĩ làm ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội. Cô tự nhận không hoàn thành tốt việc học tập và xin chịu mọi trách nhiệm. Trong bài viết đăng tải, Nam Em bày tỏ, tôi đã không đủ bình tĩnh để anti-fan kích động. Có cớ để tôi nói những lời nói thiếu suy nghĩ và tỉnh táo. Tôi đã không đủ bình tĩnh để anti-fan kích động, gây ồn ào, ảnh hưởng đến mạng xã hội những ngày qua. Tôi đã không làm tốt trách nhiệm của một công dân, làm ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội những ngày qua. Tôi đã không hoàn thành tốt việc học tập, yêu bản thân, mà thay vào đó là bám vào những tổn thương của quá khứ. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm với pháp luật. Tôi xin chân thành cảm ơn. Bên cạnh đó, Hoa Khôi Nam Em cũng mong phía cơ quan chức năng có thẩm quyền có hình phạt xử lý nghiêm minh cho những cá nhân, tổ chức đã và đang và sẽ gây nguy hiểm đến thế hệ trẻ mai sau vì hành vi cổ suý cho việc dùng mạng xã hội để công kích, quấy rối gây ảnh hưởng đến cá nhân, tập thể. Trong thời gian chờ đợi sự xem xét của phía cơ quan có thẩm quyền, tôi xin chân thành cảm ơn. Tuy nhiên, dù đã đưa ra lời xin lỗi, người đẹp vẫn nhận sự chỉ trích của khán giả khi cô nêu lý do khiến bản thân livestream gây náo loại showbiz là do bị anti fan kích động. Bài đăng của nam em nhanh chóng thu sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 3.000 lượt like và 3,3 ngàn lượt bình luận chỉ sau 5 tiếng. Đa số mọi người đều bày tỏ sự bức xúc và chỉ trích nam em bởi cô là người đầu tiên đòi khui nát cái showbiz rồi lại kêu mình bị anti fan công kích những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại